xin kính chào quý vị khán giả hồng giao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh youtube của báo người lao động nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng sương mù, mưa phùn khả năng kéo dài đến hết ngày 7 tháng 2. Sau đó, miền Bắc đón thêm được không khí lạnh cường độ yếu. Hình thái này khiến thời tiết khu vực còn mưa nhỏ nhưng nền nhiệt giảm, độ ẩm cũng giảm. Ngay sau đó, không khí lạnh tăng cường vào ngày 8 đến 9 tháng 2, tức 28-29 tháng chạp, giúp miền Bắc kết thúc tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Lúc này, nồm ẩm có thể chấm dứt trong khi đó các tỉnh miền trung và miền nam duy trì trạng thái thời tiết tốt khu vực từ hà tĩnh đến quảng ngãi có thể có mưa nhưng mưa không lớn tây nguyên và nam bộ vẫn phổ biến ít mưa trời trong xanh ba ngày nắng giáo nhiệt độ giảm nhẹ về đêm nhưng tranh lệch không lớn thời tiết ấm áp giúp người dân thuận lợi hơn trong việc mua sắm dọn dẹp trang trí nhà cửa để chuẩn bị cho tết nguyên đán giáp thìn Dịp Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc duy trì nhiều mây, rét sâu về đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ C. Vùng núi và Trung Du có thể rét đậm, có nơi rét hại, mưa chỉ xuất hiện với lượng nhỏ và rải rác. Trong khi đó, mưa khả năng tập trung ở khu vực Trung Trung Bộ. Tại các tỉnh, thành phố Nam Bộ, thời tiết nắng mạnh trong những ngày Tết Nguyên đán, rất ít khả năng xuất hiện mưa. Một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng trên 35 độ C. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 7 tháng 2. Thủ đô Hà Nội, ban ngày nhiều mây, trưa chiều hưởng nắng, đêm và sáng mưa nhỏ và sương mù, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Phía đông bắc bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dài rác, trời rét, ban ngày nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 27 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, riêng khu vực đồng bằng, ven biển, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mưa vài nơi nhưng thời tiết chủ đạo là nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 31 độ C. Tây Nguyên, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, trời trong xanh, ít mây, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, sáng và chiều có mây, không mưa, trời nắng và nắng nóng. Tối và đêm mai có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Giao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh youtube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!